Còn gần một tháng nữa là đến ngày các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia bảo vệ Tổ quốc. Các địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân. Thời điểm này, các thanh niên đủ sức khỏe, tiêu chuẩn nhập ngũ đều có tư tưởng, tâm lý vững vàng và đang sẵn sàng chờ ngày lên đường. Phải đến ngày 3 tháng 2 năm nay, Đào Văn Hoàn, sinh năm 2005, mới đủ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, nhưng với mong muốn sớm được thực hiện, mơ ước từ nhỏ là được khoác trên mình bộ quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam, đối tiếp truyền thống cách mạng của quê hương và gia đình, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, Hoàn đã làm đơn xung phong xin được nhập ngũ đợt này. Tư tưởng của cháu và gia đình rất là thoải mái và chờ đến ngày nhập ngũ thôi ạ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì cháu muốn về địa phương học tập mà hoàn thiện bản thân hơn. Tham gia nghĩa vụ quân sự vừa là nghĩa vụ và lấy trách nhiệm của công dân. Cháu rất kỳ vọng khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ được rèn luyện trưởng thành hơn và chững chạc hơn. Được lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của bản thân gia đình, dòng họ và quê hương. Nhận thức rõ điều này, các gia đình có con cháu dự khám tuyển cũng đang rất mong muốn, đồng thời tích cực động viên, căn dặn các em. Gia đình mong muốn con phát huy truyền thống của quê hương, phấn đấu, rèn luyện và làm sao xứng đáng cho một người đảng viên, học tập, gương mẫu mấy anh em đồng chí đồng đội trong đơn vị. Học xong lớp 12 ạ thì các con bảo vệ con cũng muốn đi làm. Thế nhưng mà em mới bảo các cháu là mẹ muốn các con là mang một sức trẻ của mình để bảo vệ Tổ quốc và làm tròn cái nghĩa vụ của người công dân. Thứ hai nữa là tập rèn luyện để nâng cao cái sức khỏe cho mình vì học cái kỹ năng sống. Thời điểm này, các địa phương đang hoàn thiện việc xét duyệt hồ sơ công khai danh sách chuẩn bị phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận giải thích, giải quyết dứt điểm các phản hồi, các kiến nghị của người dân nếu có. Cùng với đó, thường xuyên đến thăm hỏi động viên và triển khai nhiều biện pháp nhằm nắm bắt diễn biến tư tưởng của thanh niên, quyết tâm đảm bảo giao đủ số lượng. Tất cả cái số thanh niên đã trúng tuyển và có danh sách nhập ngũ thì tư tưởng rất là thoải mái. Ban chỉ huy quân sự chúng tôi đã phối hợp với các ngành đoàn thể cùng với các tổ dân phố sẽ thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng hàng ngày của các cháu và sẽ có những cái bước để động viên giao lưu thăm hỏi tặng quà cho các cháu từ ngày nay đến ngày nhập ngũ. Đây là cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, yêu cầu cả hệ thống chính trị. Chính vì thế là công khai minh bạch ngay từ ban đầu vào tuyên truyền. Đến giờ phút này thì đối với các cháu của địa phương đã khám tuyển chúng là đều có hăng hái đã nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Năm 2023, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.075 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 275 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Thời điểm này, các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị các công việc tiếp theo, chuẩn bị cho lễ giao nhận quân dự kiến được tổ chức vào ngày 6 tháng 2 năm 2023.